Quý khán giả thân mến, trải qua những năm tháng kháng chiến đầy khó khăn gian khổ với bao hy sinh của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào ta, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng bộ thị xã, sự đoàn kết gắn bó và lòng yêu nước đồng đàn của nhân dân Hòa Thành đã đóng góp nhiều cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Lực lượng thanh niên xung phong Hòa Thành, dù trong bất kỳ giai đoạn nào, cũng đều thể hiện tinh thần xung phong đi đầu, đóng góp sức lực, trí tuệ cho việc xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp. Hiện nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thị xã Hòa Thành có 274 đồng chí là cán bộ đội viên hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều tích cực cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Người có điều kiện thì tiếp tục học tập để trở thành cán bộ công chức nhà nước. Người trở thành doanh nhân thành đạt, tích cực tham gia các phong trào địa phương, tham gia công tác hội, góp phần đáng kể vào công tác nghĩa tình đồng đội, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên qua việc tham gia các buổi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với các chuyên đề như xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tông chỉ mục đích của hội là thực hiện nhân chứng lịch sử và nghĩa tình đồng đội. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong thị xã Hòa Thành đã tích cực trong công tác giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, vận động mạnh thường quân và các cựu thanh niên xung phong thành đạt đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống. Đến nay, tất cả cựu thanh niên xung phong đủ điều kiện hưởng chế độ chính sách theo quy định nhà nước đều đã được hưởng. Nhiệm kỳ qua, mỗi năm trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cựu thanh niên xung phong kháng chiến và cựu thanh niên xung phong biên giới Tây Nam mỗi người từ 500 đến 700 ngàn đồng và địa phương hỗ trợ cho mỗi người một phần quà trị giá từ 100 đến 200 ngàn đồng. Hội nông dân chất độc da cam tỉnh tặng cho hai hội viên trong hội số tiền là 500 ngàn đồng một người. Tổng số tiền được tặng lên đến hàng trăm triệu đồng. Thị hội vận động đồng đội và mạnh thường quân đóng góp hàng trăm phần quà, tặng gia đình chính sách và hội viên khó khăn trong những dịp lễ Tết với số tiền trên 280 triệu đồng. Vận động đồng đội và mạnh thường quân xây mới 4 căn nhà trị giá trên 200 triệu đồng, sửa chữa 8 căn nhà đồng đội trị giá trên 68 triệu đồng. Bên lực lượng Hội Cựu Thanh niên Xung phong thì nhiệm vụ chính là cái thứ nhất là công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo coi như là những cái hội viên mà những không may mắn còn cái hoàn cảnh khó khăn nhà ở hay là cuộc sống, nói chung hội coi như là quan tâm giúp đỡ thăm hỏi thường xuyên. Còn cái nguồn mà giúp cho những cái hội viên đó thì thứ nhất là vận động mạnh thường quân, hai là anh em đồng đội đóng góp. Qua đó thì mình đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cái hội viên của mình thế nào? Sau khi được hội quan tâm giúp đỡ thì những hội viên đó là cũng có cái những cái trường hợp là ổn định cuộc sống, cũng tích cực tham gia vào công tác hội. Vai trò trách nhiệm của bên hội thì kết hợp cùng với địa phương chăm lo cho cái đời sống của anh em, rồi những cái quyền lợi của anh em, bảo vệ lợi ích hợp pháp của anh em bên hội, coi như là đại diện cho bên hội viên của mình cùng phát triển ở công tác xã hội hoặc là những cái gì ở địa phương đó, là coi như là anh em đều tích cực tham gia nếu được địa phương quan tâm chỉ đạo. Coi như là thanh niên xung phong là sẵn sàng xung phong coi những cái gian khổ khó khăn, coi như là cho thế hệ trẻ là nó theo học tập và nó theo. Thì cái hướng trong thời gian tới thì cái hội của mình sẽ tiếp tục hoạt động ra sao để góp phần cùng địa phương xây dựng thị xã Hòa Thành ngày càng vững mạnh phát triển? Cái quan tâm của địa phương rồi mình cũng phải có cái trách nhiệm là quan tâm những cái chính sách ở địa phương cùng nhau là đóng góp vô phát triển cho xã hội. Cái hướng thì tham gia coi như là những cái mà địa phương cần thì mình coi như là tham gia công tác đầy đủ, là
thì cái vai trò của mình thì phải phát huy rồi, phát huy hết cái sức của mình đang đóng góp một cái phần nào có ích cho xã hội. Chú có thể cho biết là mình đã đóng góp những cái sức lực trí tuệ của mình như thế nào cho việc xây dựng tổ chức hội ạ? Thì trước mắt đó là họp hội là mình đi đầy đủ, rồi những mình tham gia phong trào ví dụ như bạn bè anh em cũng trong hội mà người hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng giúp đỡ, chẳng hạn như là xây nhà tình thương. Khi mà mình tham gia tổ chức hội thì mình đóng góp cái khả năng của mình, sức lực của mình cho việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, và qua đó thì góp phần cùng địa phương ngày càng phát triển. Thì chú mong muốn trong thời gian tới thì tổ chức hội của mình sẽ hoạt động như thế nào ạ? Thì mình cũng mong muốn là cái duy trì cái hội cựu thanh niên xung phong này, để ví dụ mình nhìn anh em trong, nói chung là anh em thì có nhiều hoàn cảnh cũng còn khó khăn chứ không phải ai cũng như ai. Vì đó là mình muốn là góp phần cho anh em, ví dụ ai mà có khó khăn gì thì tới đâu thì mình giúp tới đó. Bên cạnh đó, hội cơ sở thường xuyên tham gia, phối hợp với ban ngành đoàn thể trong tổ chức các hoạt động tại địa phương như viếng nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị văn minh, tích cực tham gia công tác dân vận, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội cử cán bộ, hội viên tham gia tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm. Tôi rất vui mừng thấy rằng Hội cựu thanh niên xung phong thị xã Hòa Thành trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều cố gắng, đạt được kết quả thiết thực, đặc biệt là từ trong nhiệm kỳ khóa 3, hội đã tổ chức nhiều chương trình, phong trào vận động việc làm ý nghĩa như công tác nhân chứng lịch sử, nghĩa tình đồng đội. Hội đã tổ chức nhiều chương trình, phong trào việc làm ý nghĩa, tích cực đi đầu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tham mưu đề xuất, phối hợp cùng với các cấp, các ngành đẩy mạnh việc giải quyết chính sách sau chiến tranh cho thanh niên xung phong. Hoạt động và công tác của hội đã thu hút đông đảo cựu thanh niên xung phong và xã hội tham gia theo đúng phương châm: ở đâu có cựu thanh niên xung phong, ở đó có tổ chức hội; ở đâu có tổ chức hội, ở đó có hoạt động nghĩa tình đồng đội, tạo được dư luận tốt, đồng thuận trong xã hội. Mà điển hình là Hòa Thành của chúng ta đã làm rất tốt việc này trong suốt những năm vừa qua. Năm 2006, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh được thành lập và các huyện thị thành phố cũng có tổ chức hội cựu thanh niên xung phong đến các cấp hội ở cơ sở. Hiện nay có 76 hội cơ sở ở cấp xã, phường, thị trấn có tổ chức hội cựu thanh niên xung phong. Trong đó có hội cựu thanh niên xung phong thị xã Hòa Thành với nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp cựu thanh niên xung phong vào các tổ chức hội để ghi nhận những cống hiến đóng góp của các cựu thanh niên phong đã hy sinh xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân trong cuộc kháng chiến giải phóng đất nước, bảo vệ tổ quốc và xây dựng quê hương. Đồng thời, quan tâm tham mưu Đảng, Nhà nước giải quyết các chế độ chính sách đối với cựu thanh niên phong và thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo giúp đỡ cựu thanh niên phong vượt qua nghèo khó. Về đội ngũ cán bộ, đội viên cựu thanh niên phong thị xã Hòa Thành hiện nay tuổi đời đều đã trên 60, có các đồng chí tuổi cao trên 80, sức khỏe đã suy yếu, bệnh tật, nhưng với tinh thần nhiệt huyết thanh niên xung phong năm xưa, các đồng chí cán bộ hội, từ thị hội đến hội các xã phường, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua. Thể hiện 5 năm qua, thị hội Hòa Thành luôn luôn là đơn vị nằm trong top 3 đơn vị dẫn đầu của các huyện thị thành hội. Các đồng chí đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc 2 năm và 3 năm được nhận bằng khen xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội cựu thanh niên xung phong thị xã Hòa Thành không ngừng xây dựng hội vững mạnh, thực sự là một tổ chức xã hội đặc thù đoàn kết, tập hợp đầy đủ các thế hệ cựu thanh niên xung phong các thời kỳ. Hội phải thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cựu thanh niên xung phong, làm nhân chứng lịch sử, giúp chính quyền giải quyết về chính sách cho cựu thanh niên xung phong, phối hợp với đoàn thanh niên tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ.